Tổ dân phố thượng các bốn năm nay là đã góp được là quần xanh, áo xanh. Máy tính là vận động viên Nguyễn Văn Phúc. Tống chào là vận động viên Ngô Văn Năm. Chỉ huy lệnh là Ngô Văn Việt và cùng 20 vận động viên. Và tôi đề nghị là tất cả các câu lạc bộ đã nhân quyền rồi là dạo một vòng, theo quy định dạo một vòng là quanh đảo và về trước cửa của khán đài chào khán giả vào về vị trí tập kết. Và quanh đảo nó có thuyền tôn, có thuyền tôn là cho lên bờ đấy, cái thuyền tôn ở ngoài cái đảo kia có thuyền tôn là cho lên bờ. Và cái thiết nào ở ngoài kia là cho thuyền tôn cho lên bờ.
chúng ta đang thấy là câu lạc bộ Thuyền Đồng, thuyền vàng, áo vàng, mái chèo vàng của tổ dân phố Đoàn Cát Hai. Tượng các bà thì nối là tượng các bà hiện nay là đang dạo trước cửa và đang làm thủ tục để về vị trí là quy định. Và một chiều ngày nay là chúng tôi được biết là ban tổ chức tôi quyết định là không bán vé buổi chiều ngày nay, cho nên là công tác cửa của vận động là mở tất cả cửa để đón làm quý khách tập phương và khán giả yêu mến bộ môn bơi thuyền đồng của công tác là về để là cổ vũ cho câu lạc bộ của mình. Và chúng ta đều biết là ngày 12 Tết vừa rồi là bốn câu lạc bộ này đều có vận động viên là thi đấu tại thành phố Hà Nội, là Hồ Tây, cơ sở văn hóa thông tin thể thao Hà Nội tổ chức. Năm nay là tổ chức vào 10 tháng Tết và năm trước là tổ chức vào 10 tháng Tết. Năm nay là các vận động viên đã thi đấu của ngày 12 Tết vừa rồi cho của tại thành phố Hà Nội. Và cũng là thông báo hiện nay là tiếp nhận cũng còn 1, 2, 3 gương mặt nữa là đang thi đấu ở nước ngoài, là Trung Quốc về, chúng tôi thấy là vẫn còn là ở trên thuyền của câu lạc bộ. Chúng tôi đều biết là có một số là thi đấu ở Nam Ninh, Trung Quốc là về ngày nay tôi thấy là vẫn có là vận động viên này thiếu cho câu lạc bộ của mình. Rất là sức khỏe là một điều rất vô quý, khỏe để trên tổ quốc. Vâng, đề nghị khán giả chúng ta cho một tràng pháo tay cổ vũ cho câu lạc bộ tổ dân phố Thượng Cát Ba, thuyền vàng, áo vàng, mái chèo vàng. Chủ huy này là ông Ngô Văn Trung, lái là ông Nguyễn Văn Tài, chống sao là ông Viết Thí. Đây là một tay chống sao kỳ cựu của là câu lạc bộ tổ dân phố Thượng Cát Ba, thuyền vàng hiện nay là ra vào. Vâng, chúng tôi cũng đã được biết là các câu lạc bộ đã có phiếu rồi, cấp thăm rồi, đứng ở vị trí nào đã về đúng vị trí đó, số 1, số 2, số 3 và số 4. Số 1 thuyền xanh, số 2 thuyền vàng, số 3 thuyền tím và số 4 là thuyền đỏ của tổ dân phố Thượng Cát Hai. Hiện nay là khán giả vào trong vào khu vực vận động khán đài A rất là đông, cho nên là tôi đề nghị tất cả các xe máy, xe đạp của các cháu, của các khán giả đi xem là để về ở vị trí quy định, cho nên là không đưa xe vào. Thank you.
Vâng, chúng ta đang là khu vực chỉ huy, này đang là chỉ huy cho các câu lạc bộ của mình vào đúng vị trí. Thank you.
đảm bảo sức khỏe, nước nuôi chăm sóc cho vận động viên của mình.